Cái nếp á thì nó ra bằng kiểu kiểu này, còn cái gạo thì ra bằng kiểu kia, cái kiểu nó bỏ trong cái ống á, cái nó đốt ngoài mà nó bùm á. À, là em biết cái đó. Còn đây là nếp, nếp ra về. Bắt đầu cái này là mới còn ba cái vỏ đó, thì nó mới lên nhập ra. Cái này làm bằng này là xúc lê cái lúa rồi. Cái này đó là lê sát của đồng nghe. Rồi đương nhiên lúc đầu sát nó màu vàng không phải vậy, nhưng mà mỗi ngày nó đen rồi người ta mới đun cái cát là cho nó nóng lên, sau đó nó trộn với lại nếp nhiệt thì nó nổ là tự đậm lên bát xe rồi nè. Nếp nữa nó bông lên đẹp ghê luôn. Thành phố nhìn ở Sài Gòn không biết cái làm sao mà có mấy cái rang được, họ không hiểu, mấy đứa nhỏ nhỏ đâu có hiểu được cái cách làm. Đó, thành phố giờ khi này đây nó mê lắm, quá cái kiểu làm. Thời gian cho đi, sọc sọc. Đừng có đi, ở đây coi gian cái này. Ở đây coi chứ, coi đó. Coi này ngộ lắm nha. Nó như cúc đông. Đi với bất cơ nhưng mà nó ở lại Việt Nam nha. À. Nhưng mà có bắp cân là bằng máy X, còn cái này là bằng bằng VQR. Rồi, có chụp hình chụp nha. Chụp đầu đó nha. Nóng lên rồi nha. Trước đó người ta bỏ dầu dừa vô nhiều trong cát á, là cát nó trơn, nó không dính vô được mấy cái này. Mình coi xuống được cũng mới rớt được hết. Thì người ta mới lấy ra hết mấy cái vỏ. Sau đó người ta mới quay kia, người ta mới bỏ được vô. Đúng rồi.